làm miếng thật to nó sướng, lâu không ăn cái này nó mát. Đấy, ngon lắm cả nhà này. Đỏ rực rỡ luôn. Ầm. Quá ngon. Đồ hình như vậy sử luôn như này. Ra làm miếng này này. Giật quá. Giật cực. Nét căng nhỉ. Quá căng đi tí nữa đỡ. Mời cả nhà nhá. Rồi. Ầm, sắn lên là như thạch. Lùa. Đấy, ngón tay hất vào. Đấy, ui rồi. Rồi mời các bác. Đấy. Hello. Một ngày đẹp trời, Lê Toàn lại chào tất cả đại gia đình. Chúc đại gia đình thật nhiều sức khỏe. Hôm nay Lê Toàn mấy Lê Quyền, mấy Lê Hân, mấy ông họ nữa chế biến ra cái món Nolotica huyền thoại cả nhà. Món tiết canh già nồng cống đây, tiết mới nạc đấy, chuẩn bị hết rồi để đánh tiết canh cả nhà. Mình đang luộc cái chân giò, đánh bằng cái bổi chân giò mấy cái cuống họng. Hello, xin chào đại gia đình nhà mình nhá. Rồi, chào đại gia đình. Tiết canh ạ. À? Lê Quyền này đang thèm quá rồi. Đang luộc. Thôi chín rồi đấy, có khi vớt ra đi. Vớt ra xong là băm là bổi đi. Cái để nửa đấy được, để tí nữa nước rang nạc con nước hành. Nóng lắm đấy. Đấy. Chào cả nhà các thế nào. Lê Hân. Chào nhà nhá. Rang nạc bây giờ nước hành thôi. Buổi sáng cứ gọi là cứ chuẩn bị như này là quá tuyệt vời. Nóng còn đang bốc khói nghi ngút. Sáng nghe tiếng thớt đồng đi tai. Nghe tiếng thớt nó quen thuộc. Cái cuống họng này trắng. Cái này nó mới giòn, mình cho thêm cái này vào, cái này nhiều quá nó cũng không ngon nồng cổng. Có sụt. Đúng rồi, nó có sụt ăn nó ngon. Cái thịt chân giò này là ngon rồi. Rau sống nên tốt quá cả nhà. Cái này tí ông họ đến ông cấu nó mới ít để ăn cả nhà. Rất nhiều rau, rồng xanh mơn mởn. Đấy, mình nướng mấy củ hành cả nhà. Cái củ hành nó thơm. Nạc này đã rang xong rồi. Bổi thì mình cho tí rau vào cho nó thơm rồi nhỉ. Nó đủ vị. Đập gừng và nước pha chế nước gừng nữa là đánh đúng không? Ớt không? Dành ban chú Hân để riêng ra. Nhiều ớt. Đây là nước gừng cả nhà. Nước gừng mình pha chế nước gừng nó sôi nhá. Đấy, vừa đun xong bốc khói, cũng là bốc khói nghi ngút. Nước gừng mà ăn cho nó chất lượng đảm bảo. Thêm bột ngọt vào. Mì chính. Hành khô. Nước. Đấy, mình cho 5 cái xìa con này vào. Thế thôi. Thằng áng rồi mà. Còn cái này đánh một nước một tiết thôi cả nhà. Đây, Lê Quyền bắt đầu múc tiết. Tiết và nước. Đấy rồi, cứ múc ra xong là quấy lên. Đổ vào là đông đặc luôn. Nhiều bạn xem clip của Lê Toàn còn hỏi không biết đánh nào, tiết canh lợn này. Người ta hãm chuẩn rồi thì cứ một nước một tiết đánh thôi cả nhà. Gia vị có gì đâu, cứ băm hành hành vào. Đấy. Hành nướng băm vào. Đơn giản. Nước gừng nữa, pha chế nước gừng nữa. Thế là cho một nước một tiết vào quấy cho đổ vào. Quấy hồng rực. Đấy, thế thôi. Hai tô đã xong. Bác cho vừa tiết nha.
Bán cho Hân dành riêng cho Hân tân ớt hết. Ăn ớt. Ăn ớt nhiều. Rực rỡ. Rực rỡ. Thế rồi mấy ông con buổi sáng rồi là mỗi người một tô này nè. Nó đến trưa. Chưa khói ăn. Chưa khói với ăn. Nóng ngon tiết đẹp. Cây cỏ. Cây cỏ. Rau cỏ. Rau húng. Ông ơi cấu nhiều nhiều và ăn cho nó thơm. Đấy. Rau húng nó lấy cho bắp biển về để làm giống đấy. Gây gây giống. Ừ. Ông làm nhánh về nhân. Cái này nó nên dễ không, cắm vào nó lên mà. Nó thích ăn ít. Thích ăn ít à? Chẳng ớt nhiều, thích ăn đặc. Ông gọi cho em trai ông ấy. Vậy là vậy là xong rồi nhỉ. 2, 4, 5 tô. Rực rỡ, quá tuyệt vời. Đấy, nòng già và cuống nòng non. Đấy, kiểu chơi cái đoạn nòng cống này nó mới ngon. Dây vẫn còn buộc này, dây buộc. Bà từ sẵn bà làm nòng và vẫn còn thắt cái dây to tướng. Không cắt ra. Về mình tự cắt ra. Thái thò quá. To này ăn nghẹn đấy. Sướng ngập mồm. Ngập mồm. Trong nước mắm cho nó ngập mồm. Ừ. Đấy, cái đoạn cổng ăn nó giòn. Thái nhỏ thôi. Thái nhỏ thôi. Nhiều. Một cái cổng này ăn nó nghẹn đấy. Đấy. Đấy cái này mỏng đi. Mỏng đi. Như cái bánh xe. Ngon nước miếng luôn. Gan. Gan heo. Tiết canh lợn này thì không thể thiếu cái gan này vào. Ăn nó cũng bùi bùi đấy. Xếp cái đĩa đấy thái nóng non nữa là xong rồi nhỉ. Một đĩa tây thì vật vã luôn. Mấy ông còn là tha hồ ẩm thế rồi. Nghe lên ông ơi nào. Đấy. Lỏng lòn rất ngon. Trắng phau. Đầy quá nhỉ, cho đĩa đầy quá, tí phải sao ra đĩa khác. Ông tiền tay ông cấu khoảng vài quả ớt nữa, ớt chín ấy. Đấy, quả ương ương trên đấy, ngon đấy. Cháu thích ăn ớt xanh cơ. Ăn xanh nó thơm. Thơm ớt. Nạc, xoay nạc rắc. Nhớ rắc nạc nó đẹp. Quê đó. Nên tết nhất là lên má ngó má. Đấy, người rác còn làm một miếng cho nó hấp dẫn cả nhà. Họ thèm quá rồi. Thấy cái miếng thế này. Cứ tà tà. Cứ tà tà cho nó. Lấy chân răng. Đồng như thạch. Đồng như thạch. Mời ông nhỉ? Mời... Nào, mời đại gia đình nhà mình nhá. Quá tuyệt vời. Mời ông nhá. Mời đại đình nhá. Ai. Sự cái tô gọi là tiết canh. Nhấm đi. Cứ nhấm tự nhiên thôi, cứ nhấm tự nhiên đi. Nóng chảnh luôn. Cả nhà này. Giòn cực luôn. Ngon. Rồi xin mời
các fan tiết canh nhá. Mình phải làm miếng thật to, nó sướng, lâu không ăn, cái này nó mát. Đấy, ngon lắm cả nhà này. Đỏ rực rỡ luôn. Quá ngon. Đông. Ngon đâu không ạ? Cái rau của bác biển. Thôi đánh nó vừa ngon. Rau bác biển, cái rau này ngon. Nó thơm ngon đấy. Húng ngon. Húng này nó cũng là cái nào. Húng này lấy bên bác biển về. Húng dân tộc. Làm miếng nước cho nó hấp dẫn. Mời mọi người nhá. Quá đỉnh. Ngon. Đấy là xong cả nhà. Bây giờ mấy ông con mới lại chiến đấu. Chú Hân nghe thao tác nhanh đấy nhỉ? Nhanh thế, đã rác hết rau rau thơm vào rồi. Thèm quá. Ở nhà lòng vẫn còn nguyên xi chưa gấp mà đã đi cho rau vào để chuẩn bị. Đấy, làm miếng đồng cổng cho nó sơi cho nó sướng. Ngon quá, giòn không ạ? Không, làm miếng cho nó ngon. Ăn no chưa đỡ phải ăn. Quá ngon. Đấy, tưới chanh vào như đúng rồi nhỉ. Mời cả nhà nhá. Ôi, mời luôn à. Ê, Thu ơi. Hân như vậy sửa luôn như này. Ra làm miếng này là. Xong ăn đi rồi. Ngon nhỉ. Chua đấy, ra cho ớt vào ăn có khác vị anh ạ. Đúng rồi, ớt vào nó tê cay nó mới ngon. Mời nhà nhá. Rồi. Không bập đây. Rượu sâm. Không có bầm được. Lại làm miếng nữa. Ngon là cứ sửa thôi. Má ruột lấy cơm cơm nhỉ, mày chú Quyền chú đánh thế nào lấy cơm cơm chả có nước nhỉ, ăn nó vừa vặn ngon phải không? Ngon. Hôm nay ăn cảm giác ngon thật đấy, công nhận là ngon. Ăn canh sáng là sướng rồi. Sướng. Nó bùi ngậy đủ vị cho nó mát. Đa miếng đồng cộng quá tuyệt vời. Bánh xe, bánh xe ngon rồi, trắng quá, ngon rồi, trắng ngon đấy. Tuyệt vời. Nóng ngon, tiết đẹp. Buổi sáng bình dân. Dã liên tục cho nó mát mồm thế. Chuẩn. Vừa vặn. Vừa vặn ngon. Hành gừng chứ. Rau thơm là đủ chưa? Đúng rồi. Xin đâu đây? Ông cứ ăn thoải mái, ăn nhận nhà mà ăn rồi. Buổi sáng này cứ mấy ông con cứ bình tĩnh ăn xong rồi nghỉ ngơi. Đấy, này Quyền nó rác hết nạc với cả rau. Rác hết. Đấy. Chành chứ, tưới như tưới mạ nhỉ. Con nhà banh về à? Ngon đấy, cháu nhà banh về à? Nào bát đầy nhất. Đấy, nào. Mời lại ra nhà mình nha. Giặt quá. Giặt cơm. Nét căng nhỉ? Quá căng đi tí rồi đỡ. Mời cả nhà nhá. Rồi. Phê. Ngon. Quá tuyệt vời. Không nói được gì. Không nói được nên lời. Lại làm cái nữa cho nó mát. Rắn nó ấy cứ khẩn phát lên một cục như cục thạch. Nùa luôn. Nùa. Ngọc nữa đấy. Rồi. Tuyệt vời không ạ? Nùa đấy. Ngọc nữa. Nùa. Rồi. Đấy, ông ấy đang vắt chanh này. Ông ấy nhanh thế. Ông cũng nùa đâu. Ông nùa thôi. Cứ nùa dần nhận nha thôi. Ông nùa dần. Lâu không ăn là háo là. Đấy. Ông cứ sắn lên là như thạch. Nùa. Quá ngon. Gọi là hết nước chấm cả nhà. Không thể chê được. Lâu ăn là ngon ông nhỉ, cảm giác nó thèm ngon, ớt mà tê cay nữa, nạc nếp rác vào cho nó đủ vị. Đây, nếu Quyền lại làm sẻng nữa,
trên cầu của đỉnh nhá. Trên của đỉnh. Thế thôi cứ làm 3-4 sẻng. Cho nó bon mồm đã. đỡ kiểu hụt cả nhà. Ăn nó đang vào xong tự nhiên dừng cái nó hụt. Nó hụt hẫng. Đúng rồi. Tác chiến hết đỡ hụt chưa? Tác chiến rồi. Đấy, ngon. À, nó phải bon như vậy nó mới không hụt. Rồi, rót rượu đi. Rót vào mấy con nhâm nhi thôi. Ăn tí cay nhưng mà ăn nóng hết thì đây một tô này, một đĩa tây. Mời ông nào. Rồi, mời đại đình nhá. Đấy, ông này làm miếng nữa cho nó mát. Nó bon tiện luôn. Xả lũ. Đấy, xả lũ, ông là xả lũ. Đấy, thôi. Quá tiện. Tuyệt vời. Cái củ nào có mấy xe dày. Nào, thứ hận đã đang bập phát này đã. Dày sắp hết nơi rồi. Sắp hết nơi. Đấy, bập liên tục. Chú làm chạm sướng được. Nó đang kiểu như nó bon mà. Nên là cứ phải liên tục. Cái này mà dừng cái là nó cảm thấy nó nhỡ nhàng ngay. Nó hận. Chạm lắm. Không mồm chuẩn má này. Đấy, ông làm miếng đấy khéo nghẹn đấy. Ông nhai từ từ thôi, cái này nó dày, chú Hân thái hơi to. Đưa dần này. Ngon, nóng ngon, tiết đẹp. Đúng rồi, cháu rồi. Đấy. Xuống đi, thanh niên xuống này. Cái cành quá ngon. Quá tuyệt vời. Đấy, thôi. Ngoài đấy thu ạ. Đấy, ngon tự đắng nhé. Tự đắng quá thật một chuyện này. Đấy, đưa nề quyền đưa nốt miếng này cho nó gọn là gọn bát kết thúc nha. Kết thúc nề quyền ăn tham đã kết thúc cuộc tình. Rồi cứ gọi là ăn tham. Đấy, ông này làm miếng cho nó theo cho nó bon cho nó theo vòng. Ông cứ ăn no thôi, cái này nó ngon mát đấy. Hôm nay chú Quyền đánh cảm giác cái gia vị nó ngon, ăn cứ no này thôi. À, ôi, ăn nó sao được hết chúng ta đã. Đấy, chanh đây. Chanh đây. Chanh rồi, vào. Thơm vào, rắc nó thơm vào. Rắc nó thơm vào. Rồi, thanh niên. Chanh tưới như đúng rồi. Ăn nghề chuyên nghiệp ghê. Đấy, bập đúng rồi đấy. Cháu cứ bập đúng chỗ. Đấy, được. Đấy. Đây bỏ tay hải vào. Đấy, ngón tay hất vào. Đấy, ui rồi. Rồi mời các bác. Quá tuyệt vời. Ui giời. Rượu đâu? Đâu. Quá ngon. Cho tí tiểu vào. Chào buổi sáng đấy. Chào buổi sáng là hôm nay có thanh niên mới đến gọi là ăn sáng cùng với gia đình cho vui. Rồi mời cả nhà. Quá tuyệt vời. Tuyệt. Đúng rượu sâm đặc nhỉ. Đấy, mình bập nốt miếng này. Bập nốt đi cho nó gọn. Lê thuyền. Năm tô tiết canh gọn nhẹ là xong. Còn ông cứ để ông nhận nha thôi. Con cháu có thèm cũng kể. Thế thôi. Làm miếng nữa nhỉ? Ừ, làm miếng nữa cho nó mát rồi, đang bon này. Đang bon dừng lại nó vẫn ngon. Nó hững cái là nó đang kiểu như đang ngọt mồm cái là tự nhiên nó thèm. Lâu lắm rồi. Tiết canh. Ừ, hôm nay đánh ngon thế, ăn nó cảm thấy nó mát, nó ngọt như thế. Đấy, khập vào đây. Có quyền cho cháu xin chén rượu luôn à? Rồi, rót vào, ôi giời. Xanh nào đây? Đấy, rút ra, rót vào, cho chén luôn. Rượu sâm. Ôi giời, đấy. Bập luôn, đấy. Bập mạnh vào. Bập mạnh vào, đấy không? Nhảy. Rồi. Mời các bác nghe. Rồi, mời các bác. Quá tuyệt vời, ui được. Cháu ăn tốt đấy. Sau cứ đến là view cho cả nhà xem. Thế rồi. Ngon, mát. Mát ruột. Nó nóng mấy ngày rồi, sáng đến tự nhiên gặp bát tiết canh như này. Nó hạ hỏa nhỉ. Mấy ngày 40 độ C mà hôm nay sơi vào tô tiết canh à, nó cảm thấy nó hạ hỏa. Nó dịu rồi. Đấy, nó dịu luôn, cảm thấy như mùa hè như mùa đông. Mát mẻ. Đấy, bà đấy, đây rồi. Ông với nhau cái đũa dưới. Đấy, đũa thừa đũa. Bập đi.
Bảo lấy cái cây. Tí cây đi. Thôi được xỉa. Dưỡng hết luôn. Xỉa vẫn còn đây này. Đây, xỉa mỗi người một xỉa này, đầy. Đấy. Thế thôi, sời miếng nữa. Bập. Bập cho nó gọn. Mời lại đây nhá. Cái cây kiểu nhảy như là cá rô lách trứng. Nhảy tương tư. Ngon, ăn hôm nay bắt cái cây ngon. Ngon. Ngoài có họng cho nó giòn, cứ ăn nó vừa vặn, ngon. Thơm à. Biết là bài thơm rồi. Làm một bát này cảm thấy thèm quá. Cái ăn hết trước rồi là phải chấp nhận thôi. Còn ông có tuổi ông bảo rồi ông nhấn nha, từ cháu mới thèm. Đây các cháu ăn hết rồi bay đi. Bay rồi. Ăn được rồi. Nhìn ông mới thèm. Ăn được là ăn thèm lắm. Những cái giống thịt canh ăn được thèm. Con cháu hay phàm ăn chưa? Bon phục hết ngay. Ông có nhớ ngoan hay như thế mới mừng. Con cháu sẵn hết không ăn được. Sáng đến thì nhớ bát thịt canh ngon. Nói chung đi đâu mình đi đâu cũng nghĩ có cái, bất kể món ăn gì cũng nghĩ đến phải có bát tiết canh. Làm lợn tiết canh ở đấy thì mua thủa rồi. Từ cả con vịt con tiết canh thôi. Thật lắm, gừng hành khô cho nướng lên thơm. Thế tôi làm miếng này nữa là hấp dẫn, mời lại đây nhá. Quá tuyệt vời. Nằm chén rượu vào. Thế là mất nhiều. Thế là miếng nữa là hết. Nào, sức khỏe em nhá. Tính anh nhá. Cổ vũ. Tính anh. Quá tuyệt vời. Tắt tay anh ạ. Tắt đi. Đấy cả nhà, lâu lắm mới gặp ông anh. Năm cùng quê đây mà lửa năm nay mới gặp nhau. Cái nữa đây. Cùng quê đang bon. Mỗi người một việc cũng đâm ra nó khó lắm. Bây giờ bon thằng tóc. Hay à, chào cháu nhuộm quả đẹp thế này. Lâu lâu. Thôi đá tóc đẹp đấy. Chị ông lâu là một ít nữa. Đây vẫn còn có cái gì đi. Uống tao này nó hụt đầu. Ông cũng rót ông. Ừ. Tí rồi, cái này xong cũng nhiều quá. Đúng rồi, xong cũng nhiều quá, nó lạnh. Lạnh bụng. Cậu làm chén đi. Thôi nó lạnh bụng. Lạnh bụng, lạnh bụng. Chúng ta có toàn có cái chai này đẹp nhỉ. Chai quá đẹp luôn. Chai đâu về này. Mày nhìn cái kiểu như của Dubai mà không về sao. Dubai đấy còn gì nữa. Nhưng mà kiểu Dubai. Duy nhất một chai. Không, 5 loại. Nhưng mà đúng là mang cái này mà đi. Bánh mà 5 tô, mỗi một con một tô. Mỗi chén nó cũng là hết rồi. Đấy còn một đĩa này ăn không hết được cả nhà. Hết rồi. Một tô ăn no rồi. Bài video thì toàn quay con thượng mình xin tạm dừng clip ở đây. Hẹn đại gia đình sang clip tiếp theo, mọi người cho một like, một chia sẻ, một đăng ký để theo dõi kênh để Lê Toàn có thể ra được những cái món tiết canh huyền thoại nó hấp dẫn hơn. Thôi chào đại đình nhá. Chào cả nhà nhá. Chào đại gia đình của mình. Hẹn sang clip tiếp theo. Thank you mọi người.